Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chữa hết ung thư bằng gạo lứt. Bà Nguyễn Thị Quán, mọi người thường gọi thân mật là dì Tư Quán, đã tự trị hết ung thư tử cung, đại di căn, đình trị bằng cách ăn gạo lứt theo thực dưỡng. Chị nói có bệnh mới biết khổ đau rồi mới thông cảm. Trị bệnh là phải có tâm, đối xử với người bệnh giống như mẹ với con thì mới trị bệnh người ta được. Dì sinh năm 1947, đang sinh sống ở xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương. Cách đây vài tháng thì có một anh chàng 38 tuổi bị suy thận đến mức bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ định chạy thận. Người bệnh này không theo chỉ định của bác sĩ mà mang quần áo với mấy chục thang thuốc đến nhà dì nhờ dì chữa cho, dù không quen biết với dì. Người bệnh này cũng ở Dầu Tiếng, cách nhà dì mười mấy cây số. Nhưng người bệnh mập bự, vì phù và gương mặt rất buồn, dì không đỡ từ chối đành nhận lời. Nhà dì nhỏ lại trống trải, gió lùa lạnh không thích hợp cho người bệnh thận, nên dì phải gửi người bệnh ở nhờ trong cốc của một vị sư thầy ở gần đó. Dì gọi dì Hai To, một người bạn thực dưỡng gần nhà dì, đến cùng chăm sóc người này. Dì Hai To thấy bao thuốc thang, liền bảo trong thời gian ở đây không được uống thuốc này và người bệnh đồng ý. Dì nói trước với người bệnh và người nhà rằng đã chịu ở đây trị bệnh theo thực dưỡng, nếu không có chuyện gì xảy ra thì không nên đổ thừa. Muốn ăn theo thực dưỡng thì mấy dì giúp tới đâu hay tới đó. Mấy dì làm theo sách của ngài Osawa viết, không bày biện thuốc men. Dì thấy ca này nặng cũng sợ, dì cho người bệnh ăn gạo lứt với muối mè rất nhạt và uống bột gạo lứt mè sau 3 ngày, thấy người bệnh tỉnh táo hơn. Dì kết hợp cho người bệnh xông lá cho tiết mồ hôi ra, buổi sáng giả củ cải trắng đắp lên chỗ phù để chống phù. Trong ngày dì áp nước gừng và dán cao khoai sọ dì dùng thận của người bệnh, ngày nào cũng vậy, dì chăm sóc từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều dì mới về nhà, liên tục trong 10 ngày. Đến ngày thứ 10, dì thấy tinh thần của người bệnh tốt, vui vẻ trở lại, huyết gió một cách yêu đời. Dì bảo người bệnh ở đây 10 ngày được rồi, con về nhà để người thân chăm sóc thì tốt, có gì cứ gọi điện cho dì, mặc dù người bệnh rất muốn ở lại thêm. Trước khi về, dì dặn dò kỹ lưỡng, dì nói dì không bắt con tu hành là nhân duyên, nhưng con phải ăn uống cho đúng, kỹ lưỡng để hết bệnh và sau này còn giúp lại người khác. Dì dặn thận kỵ sương mù và lạnh, gặp sương mù sẽ bị phù ngay. Kinh doanh thì kinh doanh nhưng phải có tâm, trị bệnh cũng vậy, phải có tâm mới giúp người khác nhanh lành bệnh. Cứu một mạng người không phải dễ, người cứu phải có nhân duyên hay phước đức gì đó, trong thầm tâm phải mong cầu cho người hết bệnh. Con làm được thì làm, không làm được cũng được, đó là nhân duyên của con. Khi về nhà, vợ thấy anh chồng đỡ bệnh nên ăn gạo lứt theo chồng luôn và bỏ đường bỏ bột ngọt. Trường hợp cách nay 10 năm, một người tên Nữ ở Mỹ Phước, hơn 20 tuổi, bị hư thận và bệnh viện đã trả về nhà. Được đến gặp dì bảo phải đưa ba má đến đây. Dì chữa trong 1 tháng rưỡi mới bớt, sau mấy năm đi bán trái cây ăn uống không đúng nên bị phù trở lại. Nữ trở lại ăn số 7 với muối mè trong 3 tháng nhưng không xẹp phù. Sau đó, dì cho Nữ uống nước của củ cải trắng 3 lần để sổ và phù cũng xẹp luôn, củ cải chống phù. Đợt sau trị còn gian nan hơn so với đợt trước. Dì nói hết bệnh cũng nhờ nhân duyên và phước đức của người bệnh chứ không phải do dì giỏi. Có trường hợp một chị bạn ăn xong uống nước ngọt quá nhiều đến độ nửa đêm người đột ngột cứng ngắc. Mấy người con chạy tới kêu dì. Nhà chị bạn cách nhà dì hơn 10 cây số. Rất lạ là dì nằm mơ thấy trường hợp này cách đó 3 hôm và dì kể cho dì Hai To nghe. Gia đình người bệnh đã chuẩn bị sẵn sàng chở đi bệnh viện. Dì đến dì giả gừng nấu sôi lên áp lên người. Dần dần người mềm mại và cử động được. Rồi dì cho uống mơ muối lâu năm trên 3 năm. Sáng ra người bệnh trở lại bình thường. Tối đó người qua rước dì là em của nạn nhân, lại đang say rượu và đi xe máy không đèn, đi đường làng để ổ voi ổ gà. Vậy mà dì vẫn đi mà không sợ vì phải cứu người. Dì hướng dẫn cho một cô bé ở Đồng Nai nặng 80kg bị bệnh khớp nặng rồi chuyển sang tim. Bây giờ khỏe rồi, thải độc mấy tháng trời, chân sưng bự, đi không nổi chỉ lết. Dì luôn động viên ráng lên nghe con. Ban đầu cô bé ăn số 7 mấy tháng, sau đó ăn gạo lứt với rau sạch tự trồng trong vườn. Một bà bạn ăn theo hướng dẫn của dì, đến giai đoạn thải độc làm liệt hai chân, nằm một chỗ, mắc ói mắc ỉ liên tục, gọi điện cho dì và dì nói ráng 3 ngày sẽ hết. Cô đó gác lại, từ gần chết rồi mà sau 3 ngày tỉnh được. Đúng y 3 ngày cô đó đi lại được và không còn ói ỉa, sau đó hết bệnh. Dì nói nghe hết bệnh mình cũng mừng, dì đã giúp rất nhiều người trong làng và nhiều người ở tỉnh khác hết bệnh. Dì nói làm việc này là để trả ơn trả nghĩa thực dưỡng đã cứu mình trong lúc thập tử nhất sinh, nên bây giờ không ngại gian nan mà chỉ ngại sức không đủ. Trước đây dì bị ung thư tử cung và đã phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Sau 3 năm, di căn xảy ra làm đau bụng, dì đã nhập viện để xạ trị. Sau khi xạ trị một tia, dì bị ngất, người như sắp chết, ói tới mực xanh và đi đứng không nổi. Một bác sĩ bảo dì bệnh nặng lắm, có xạ trị cũng chết, dì nên về nhà đi. Vị bác sĩ này ăn chay và dì luôn nhớ ơn vị này. Dì quyết định về nhà và không tiếp tục xạ trị nữa. Dì đến một bà thầy chữa bằng nước lạnh và bà thầy phán, về ăn chay đi và ơn trên sẽ cứu. Dì nghe theo ăn chay luôn. Lúc này đau đầu và đau bụng hành hạ dì liên tục, đau nhức vô cùng tận.
dì ra bàn thiên trước nhà, ngồi cầu nguyện với Bồ Tát suốt 7 ngày. Bồ Tát ơi, cứu con đi, giờ con đang bệnh và khổ lắm, hoặc cho con chết đi. Lúc đó dì nghèo lắm, 500 đồng cũng không có. Đến 3 giờ rưỡi chiều ngày thứ Bảy, có hai người cùng làng ghé thăm dì, chị Sáu Đàn và chị Liên, và mang theo một quyển sách mỏng nói về thực dưỡng tặng cho dì, và nói dì tự đọc quyển sách này và ăn theo sẽ hết bệnh. Dì không có tiền mua gạo nên mượn 30kg lúa của hai người này xay lứt để ăn. Dì nói dì mang ơn hai người này, dì ăn 100% gạo lứt với muối, vì không có tiền để mua bất kỳ thứ gì khác. Lúc đó người gầy đi, tóc rụng, đi té tới té lui, nhìn cơ thể rất tiều tụy xấu xí, giống như con khỉ già. Hàng xóm nghĩ rằng dì không thể sống nổi tới Tết. Dì ăn được 25 ngày 100% gạo lứt, và 25 ngày đó dì không đi cầu. May mắn trong làng có anh Trần Thanh Phong theo thực dưỡng từ năm 1986. Chiều nào anh cũng ghé nhà dì động viên và hướng dẫn thêm. Sau 25 ngày ăn hoàn toàn gạo lứt, dì ăn thêm một ít rau lang, rau mồng tơi, rau chùm bao mọc trong vườn chấm với nước muối. Rau người khác trong dì không ăn, lúc đó là vào năm 2000. Sau 3 tháng rưỡi ăn gạo lứt, nửa đêm đột ngột dì bắt đầu nôn ói và ói trong 7 ngày liền. Ói toàn nước, mở mắt ra là bị ói. Dì phải nằm bẹp như tấm dán trong 7 ngày đó, không ăn bất kỳ thứ gì được, chỉ uống được nước gạo rang giờ con dì đút. Lúc đó là hạnh phúc nhất, nhưng lúc đó không biết, sau này mới biết. Sau đó đến bây giờ tìm lại cảm giác đó không được. Mặc dù không ngồi dậy được nhưng người nhẹ nhàng vô cùng, thay đổi như đi vào thế giới khác, đầu trống rỗng, tâm trống rỗng. Dì nói nhờ ói vậy mà tống các độc tố ra ngoài. Ói là mừng, đây là phản ứng thải độc của cơ thể. Sau 7 ngày ói, tiếp theo 3 ngày đầu dì nhức đầu như là búa bổ. Sau đó tỉnh táo trở lại, dì còn mắc bệnh trĩ, nên sau một thời gian ăn gạo lứt, dì đi cầu ra máu trong 10 ngày. Sau đó bệnh trĩ mất tiêu cho đến bây giờ. Từ đó cho đến bây giờ dì không đi khám bệnh nữa. Năm ngoái dì bị gãy tay, dì đến bệnh viện bó bột cố định rồi về nhà ăn số 7 khoảng 1 tháng và uống nước gạo rang chứ không uống thuốc. Dù vậy nhưng không hề đau nhức và tay đã lành lại. Sau 6 năm ăn thực dưỡng, dì có ước nguyện sẽ làm điều phước thiện để trả ơn phương pháp thực dưỡng đã cứu cô. Đầu tiên dì làm tương bán được 4 triệu và lấy toàn bộ số tiền này đi làm từ thiện. Sau đó là hành trình làm từ thiện của dì. Một người ở Đông Hà, Quảng Trị điện thoại cho dì và nhờ mua 20kg tương miso lâu năm gửi cho anh đó. Sau đó anh đó gửi tiền trả cho dì, nhưng dì không nhận lại vì dì biết anh đang túng thiếu, chạy xe ôm mà lại bị bệnh liệt hai chân và đang nuôi một người con học rất giỏi. Dì muốn giúp đỡ anh đó, dì còn mua sách về thực dưỡng gửi cho đọc. Trong các lần nấu ăn từ thiện, dì hoàn toàn nấu theo thực dưỡng, là tự nhiên không sử dụng bột ngọt và hóa chất. Dì nói nhất định không chiều lòng mọi người, ai ăn được thì có sức khỏe, ăn không được thì thôi, không nên cám dỗ người khác bằng món ăn nêm bột ngọt. Nhưng những món ăn dì nấu rất ngon, rất nhiều người thích ăn, dù chỉ nêm miso dầm muối. Dì đi tìm những máy USB và tập hợp tất cả bài giảng của thầy Thích Tuệ Hải về thực dưỡng cho nhiều người cần tìm hiểu. Người nghèo thì dì cho luôn máy, luôn thẻ nhớ, người giàu thì bán. Phải nhờ máy móc chứ không còn sức nói nhiều, năm nay dì đã cung cấp mấy chục máy rồi. Dì nói làm phước thiện xong, nhưng không nghĩ về nó, làm xong rồi, coi như không làm không quan trọng, không liên tiếc điều gì cả, cái gì qua đi cho nó qua như gió thổi mây trôi. Giờ già rồi làm được gì thì làm, ai cần giúp đỡ gì thì giúp nếu có thể. Mấy năm nay dì làm tương để cho người bệnh chứ không bán ký nào. Rồi con cháu của dì về thăm cho tiền lại dì vì trước kia dì có giúp chúng đó. Bây giờ chỉ cần 500 1 triệu là tiêu xài 3-4 tháng không hết. Khi hỏi hiện tại dì thấy vui hay buồn, dì trả lời ngu mới buồn, vui lên đi để khi ra đi cũng được nhẹ nhàng. Đôi lúc con người cũng có quá đáng nhưng dì không buồn. Bây giờ không bận rộn, dì tư không có gì cả, chỉ có thân thôi. Của cải đã giao hết cho con, dì hạnh phúc lắm, không nói về vật chất. 70 tuổi già rồi có vật chất sẽ làm gì được với nó. Cuộc đời hưởng thụ hết rồi, từ sướng tới khổ, từ có tiền đến không có tiền. Hưởng thụ cuộc đời mình như thế nào đây? Ăn uống và sinh sống làm sao để đầu óc sáng suốt nhiều, nhạy bén hơn, hiểu vấn đề dễ dàng hơn, biết đâu là đúng đâu là sai, khi ra đi biết đường đi. Đôi lúc dì tư có linh tính trước một số điều sắp xảy ra, sống một mình, ban ngày ra vườn làm cỏ, tối đến ngủ, tự do. Buổi sáng dì thường uống một gạo lứt, trưa ăn 2-3 chén cơm với rau, chiều có khi ăn khi không hoặc là uống một gạo lứt hoặc uống một sắn dây. Ngày nào cũng làm cỏ ngoài vườn rộng hơn một mẫu. Gạo lứt là rất hay, nó không hay khi không áp dụng, ăn được là quay về với trời đất. Ăn uống kết hợp với tu thì tâm mới an lạc được, thân tâm mới phải đi đôi với nhau. Ăn gạo lứt nếu không tu dễ đi vào ngã mạng. Cuộc đời ai cũng có khúc quanh, khi tới khúc quanh mà không đứng vững sẽ rơi xuống hố. Vợ chồng cũng có lúc xích mích nhưng phải biết nhường nhịn nếu không dễ đổ vỡ. Ăn thực dưỡng cũng tùy duyên, chứ không phải ai cũng ăn được. Nhiều người hiểu thực dưỡng nhưng vẫn không ăn theo được. Ăn thực dưỡng là đã tu được một đoạn, tu dục ăn đã khó lắm, không cần phải lôi kéo ai cả, nhưng khi đủ duyên họ tự tìm đến. Dì mắc bệnh ung thư là nghiệp nặng lắm đó, phải tu để giải nghiệp nên dì phải sám hối hàng ngày, tu hàng giờ, quay về với chính mình, lấy cái của mình xài, không xài của người khác. Nhờ thực dưỡng Osawa, nhờ bệnh thì mới được như bây giờ.
问怎么地做和